Xin chào các bạn, video ngày hôm nay mình xin hướng dẫn cho các bạn cách để mình có thể chia sẻ cái camera EZVIT một cách đúng quy trình nhất của nhà sản xuất. Thì đầu tiên các bạn thấy là đây là cái điện thoại mà mình đã cài đặt camera sẵn rồi nè. Đây bây giờ mình sẽ chia sẻ cái con C3WN này cho cái điện thoại iPhone này. Ok, và bây giờ bạn để cái điện thoại này nào bên. Bạn bật cái iPhone của mình lên. Và như phần mềm iOS của iPhone thì bạn sẽ vào App Store, còn không thì bạn sẽ vào Set Play để tải. Bạn ấn vào App Store này nhá. Trong phần App Store này các bạn ấn vào mục tìm kiếm, các bạn nhìn thấy chữ tìm kiếm ở đây. Đó, ấn vào đó. Ở trên này các bạn ấn chữ EZVIT cho mình. Và ấn tìm. Đây các bạn có thể thấy cái chữ EZVIT này, cái biểu tượng hình hoa lá cành này. Các bạn hãy ấn tải về. Đó. Ấn với hình đám mây đấy. Và quá trình tải về nó sẽ phụ thuộc vào cái đường truyền internet của các bạn. Các bạn có thể đợi trong 1-2 phút gì đấy. Ok, và bây giờ nó đã tải xong. Các bạn ấn vào chữ mở này. Ở đây bạn ấn bỏ qua. Bạn ấn cho phép. Ấn cho phép trên cùng ấy. Và đây các bạn có thể nhìn thấy cái màn hình của nó. Các bạn ấn vào nút đăng ký. Các bạn nhìn thấy nút đăng ký ở đây không? Ấn vào đấy. Trong phần đăng ký nó đã chọn cho bạn Việt Nam rồi. Nếu nó không chọn Việt Nam thì bạn kéo xuống. Ở dưới này nó sẽ có Việt Nam. Thường thì nó sẽ ở cuối cùng. Nó vần V. Ở đây bạn ấn kế tiếp. Và đây ấn vào chọn vùng. Đó, bạn thấy nó tích. Ấn kế tiếp. Sau đó ấn đồng ý. Đăng ký bằng số điện thoại hoặc địa chỉ email. Thì ở đây mình sẽ đăng ký bằng số điện thoại. Bạn ấn vào đăng ký bằng số điện thoại. Và số điện thoại này các bạn sẽ viết số điện thoại của mình vào. Và số điện thoại của mình là, các bạn nhớ bỏ đi cái số 0 đầu tiên nhá. Mình sẽ chỉ nhập những số đằng sau thôi. Mật khẩu. Mật khẩu các bạn lưu ý là mật khẩu nó sẽ có 8 ký tự. Ở đây mình sẽ gồm có cả chữ và số nhé. Ở đây mình sẽ lập mật khẩu là conmatthuba.com đi. Một chữ C mình sẽ viết hoa. Ở xác nhận mật khẩu các bạn nhập lại cái mật khẩu vừa nhập ở bên trên. Và ấn lấy mã xác thực. Sau khi ấn lấy mã xác thực, nó sẽ gửi một tin nhắn về cái số điện thoại bạn vừa đăng nhập. Đấy, nó gửi ngay đấy. 1791. Thì bạn nhập nó vào. Ấn kế tiếp. Ok, như vậy là cái tài khoản của bạn đã được đăng ký thành công. Và ấn chuyển về trang chủ. Ấn ok. Đây là đăng nhập bằng vân tay, các bạn có thể bật lên để đăng nhập bằng vân tay của mình. Đó, mình đã đăng ký, đăng nhập vân tay. Đấy, như các bạn đã thấy, mình đã đăng nhập thành công cái tài khoản của mình, đăng ký thành công. Bây giờ mình sẽ chia sẻ cái camera của mình cho cái điện thoại iPhone này. Thì các bạn lấy cái điện thoại có camera của mình ra, bật lên. Và đây mình sẽ chia sẻ con C3WN này cho các bạn xem nhé. Các bạn ấn vào cái hình 3 chấm này. Đấy, cái hình 3 chấm ở trên góc phải màn hình, các bạn ấn vào đấy. Đấy, chia sẻ, các bạn ấn vào số điện thoại. Các bạn chọn mã vùng, đây bạn nhìn thấy số 1 không? Các bạn chọn Việt Nam, ấn vào số 1 đây và chọn Việt Nam. Mã vùng Việt Nam sẽ là 84. Các bạn kéo xuống cuối cùng, Việt Nam thường ở cuối cùng.
Đây, Việt Nam đây. Ấn vào đó. Đấy các bạn nhìn nó đã chuyển sang số 84. Và đây bạn nhập số điện thoại vừa đăng ký vào. Bỏ số 0 đầu tiên đi như các bạn vừa làm. Vẫn. Hoàn tất. Ấn bước tiếp theo. Cài đặt quyền. Ở đây các bạn có thể cho người ta quyền truy cập, như kiểu là quyền để cài đặt hoặc xem trực tiếp, xem lại, hoặc là quay camera. Đối với những cái camera 360 độ mình có thể quay được thì mình có thể chia sẻ. Ở đây mình sẽ chọn tất. Đã hoàn thành. Đã chia sẻ. Như các bạn thấy, cái điện thoại iPhone này nó đã có một thông báo. Đó các bạn nhìn thấy không? Bạn ấn vào đấy. Mở điện thoại ra nhé. Đây bạn nhìn thấy này, bạn đã có một chia sẻ mới, các bạn ấn vào đó. Và ấn chấp nhận. Đó các bạn đã nhìn thấy cái camera được chia sẻ, nhưng bạn nhìn thấy này, video đã được mã hóa. Thì cái mã hóa hình ảnh này mình lấy ở đâu? Thì ở trong cái phần camera của mình. Các bạn hãy vào phần cài đặt, cái nút cài đặt ở trên góc phải màn hình đó. Các bạn ấn vào đấy. Bên cạnh nút chia sẻ. Ở trong phần này các bạn kéo xuống cái phần giới thiệu. Ấn vào đó. Và trong phần giới thiệu này các bạn có thể nhìn thấy cái phần mã QR của thiết bị. Thì ở đây các bạn có thể nhìn thấy rằng cái mã xác nhận của nó là chữ ERG đấy. Được viết hoa thì các bạn hãy viết đúng cái mã đấy vào đây. Bạn ấn vào cái video được mã hóa và ấn ngón tay vào đấy. Thì ở đây nó sẽ xuất hiện phần này. Các bạn ấn cái mouse hai ảnh vào nhá. ERG. Nó viết hoa thì các bạn nhớ phải viết hoa nhé. Và sau khi nhập xong các bạn ấn OK. Đấy, như vậy là mình đã chia sẻ thành công cho chiếc điện thoại iPhone của mình. Và bây giờ mình đã có thể hoàn toàn xem được cái camera của mình trên hai cái điện thoại. Như các bạn có thể nhìn thấy. OK. Và nếu có bất kỳ thắc mắc nào thì các bạn có thể comment dưới video này, mình sẽ hướng dẫn chi tiết cho các bạn và giải đáp tất cả những thắc mắc của các bạn. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào.